đúng rồi, đây này, cọc này không cho xuống này. Đấy, thiếu này, mặt bằng thiếu. Chỉ thứ tư thôi đều quay. Cọc gì không cho xuống? Cái bệ này xuống đây đâu? Như thằng này đấy đâu? Thân gì? Có bệ đấy nhưng mà không cần được. Đâu, đời, em đây chỉ là 1 phần 2 thôi. Không bắt được cửa hại thôi, không cần được. Đây, nét, nét tim này, để nét thẳng này. Đúng rồi, đúng rồi. Chữ thì to quá này. FPT của nó đâu? Chết chứ. Không có FPT. Không có. Có ở ngoài kia rồi, cần gì phải kia đấy. Cái cầu được chất 4 chỗ như nhau à? Chú thích. Địa chất chả như nhau. Chất thằng này lớp 2 khác với thằng này ba lớp. Địa chất phải giống nhau chứ. Địa chất mà từng cọc khoan rồi, từng mũi khoan nó khác nhau chứ. Từng mũi khoan nó khác nhau ấy, thôi kệ mẹ. Liên quan gì đến nhau? Sai, từng mũi khoan khác nhau. Từng mũi khoan nó khác nhau mà. Mũi khoan đất thằng khác nhau chứ. Mình nói cho một cái giống nhau hết gì. Giống nhau mà, thầy bảo cho giống nhau mà. Ông Hiền bảo cho giống nhau cả. Giống nhau dễ làm. Đây, cái loại lớp 2 như này. Chúng là các lớp đất song song với nhau. Chứ, nhiều đây nét được. Kia chỉ có lớp 4 với lớp 3 rồi. Không có lớp 2 đâu, nên lớp 2 nên cắt đột phát mất. Ăn bài, rõ dày, cắt ăn một mất. Thế mới giỏi. Anh không gọi ai giỏi. Cái này mấy mét đấy bác Hoàng? 2 mét mấy ạ? Là 2 mét đúng không? Hơn 2 mét đúng không? Đánh bao nhiêu? Hôm trước 3 mét nhìn quá mẹ. Cái này không hơi thẳng mà. Chữ thì không phải nói nhiều. Viết bằng tay, chỗ thì viết bằng in. Thì thương thế, chỗ đi in chỗ. Anh đưa cái này cho ngay nhé. Thôi, thôi đấy. Ở lần này không có nhất đâu, tôi hơi dậy. Chứ cô lần này không thì có chiếu cô không? Không biết đâu, không có thời gian làm cái này cơ. Trông cái dáng hôm nay ngồi kẻ ngoan vãi chửa. Thường kẻ. Vô đi, vô đi, vô đi. Trời ơi, đấy là Việt Nam. Đấy là Việt Nam.